Dù bạn về nhà nhậu rồi sát hại, gã đàn ông vẫn thản nhiên tắm rửa đi ngủ. Nổi máu tham khi nhảy chiếc xe thứ hai, tên trộm nhận kết đắng. Khởi tố nam thanh niên cho người say xỉn mượn xe máy rồi gây tai nạn. Ngư dân Quảng Bình trúng quả đậm thu hàng trăm triệu sau một đêm. Đào phở và piano chính thức công chiếu nhiều tỉnh thành. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình, còn bây giờ là phần tin chi tiết. Thưa quý vị, nhiều năm trở lại đây, xảy ra hàng loạt vụ sát hại gây rúng động dư luận bởi hành vi ra tay máu lạnh. Chỉ vì một phút sốc nổi, nhiều đối tượng sẵn sàng xuống tay với người thân bạn bè. Đơn cử như vụ việc mới đây xảy ra trên địa bàn tỉnh Long An. Sau khi rủ bạn về nhà nhậu nhẹt, người đàn ông không rõ nguyên nhân do đâu đã ra tay đoạt mạng bạn nhậu rồi vẫn thản nhiên tắm giặt đi ngủ vì mệt. Chiều 21 tháng 2, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Long An đang tạm giữ hình sự nghi phạm Phạm Hữu Phước, 45 tuổi, ngụ xã Tân Hòa, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An để điều tra về hành vi giết người. Theo thông tin ban đầu, vào tối ngày 18 tháng 2, tức ngày mùng 9 Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Phước điện thoại rủ anh LMT, 41 tuổi, ngụ xã Hậu Mỹ Bắc B, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, qua nhà mình nhậu. Anh T xách theo can rượu đi bộ từ nhà mình qua nhà Phước khoảng 3 km, đến nơi cả hai bày tiệc nhậu. Sau khi nhậu say, anh T leo lên võng nhà Phước ngủ, còn Phước thì tiếp tục đi nhậu. Đến khuya khi trở về nhà, thấy anh Tê đang nằm ngủ, Phước bất ngờ dùng dao tấn công anh Tê. Anh Tê hoảng hốt bỏ chạy thì bị Phước đuổi theo tấn công liên tiếp. Sau khi gây án, Phước lấy điện thoại của anh Tê, gọi điện báo cho người nhà anh Tê về việc mình sát hại anh Tê. Tuy nhiên người nhà anh Tê không tin, Phước kéo anh Tê một đoạn, nhưng do mệt không kéo nữa mà bỏ về nhà tắm rửa rồi đi ngủ. Sáng ngày 19 tháng 2, sau khi tỉnh rượu, Phước đến báo cho người nhà anh Tê rằng mình đã sát hại anh Tê. Người nhà của anh Tê đã đến công an trình báo và bắt giữ Phước. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Long An đang làm rõ động cơ gây án của Phước. Theo người nhà của nạn nhân, Phước và anh Tê là bạn chơi chung với nhau khá lâu. Tình trạng trộm cắp tài sản, đặc biệt là xe máy trong những năm gần đây, diễn ra với hàng loạt vụ việc cùng thủ đoạn tinh vi khiến nạn nhân không kịp trở tay. Thế nhưng thủ đoạn tinh vi đến đâu, các đối tượng cũng không thoát được lưới pháp luật nghiêm minh. Phải kể đến thành công mới đây của Công an thành phố Hà Nội khi tóm gọn siêu đạo Trích hai lần trộm xe trên địa bàn. Cụ thể, ngày 21 tháng 2, Công an quận Bắc Từ Liêm Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn Tam, sinh năm 1997 ở xã Giao Thanh, huyện Giao Thủy, Nam Định, để điều tra về tội trộm cắp tài sản. Theo tài liệu điều tra, trưa 30 tháng 1, Tam đi bộ đến đường Doãn Kế Thiện, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Khi đi đến đoạn giao cắt với đường Phạm Văn Đồng, Tam thấy một chiếc xe máy Honda Coupe màu xanh mang biển kiểm soát 29K2-3360 dựng ở vỉa hè có cắm chìa khóa, không có ai trông giữ, đã nổ máy chạy mất. Chưa dừng lại ở đó, khi đi đến ngõ 83 đường Phú Diễn, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Tam tiếp tục phát hiện chiếc xe máy Honda SH màu đen dựng ở đầu ngõ, vẫn cắm chìa khóa ở xe. Tam dựng chiếc xe máy Honda Coupe vừa trộm cắp được ở đầu ngõ và đi bộ loanh quanh quan sát xem khu vực này có camera hay không và các lối thoát để chạy trốn. Nhưng không may cho Tam, khi vừa ngồi lên xe vặn chìa khóa nổ máy, chuẩn bị di chuyển, đối tượng bị người dân phát hiện bắt giữ đưa về công an phường Phú Diễn để làm việc. Tại cơ quan công an, Trần Văn Tam thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản của mình. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ, đồng thời công an quận Bắc Từ Liêm cũng đang tìm chủ sở hữu chiếc Honda Coupe mà đối tượng Tam lấy trộm. Ngày 21 tháng 2 vừa qua, thông tin từ Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Lương Sơn, Hòa Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Văn Tuyến, 23 tuổi, trú tại xã Thanh Cao, huyện Lương Sơn, Hòa Bình, để điều tra về tội giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ. Được biết, theo kết quả điều tra, tối mùng 3 tháng 2, Bùi Văn Tuyến uống rượu cùng với BCT, 21 tuổi, trú tại Lương Sơn, Hòa Bình và hai người khác. Đến 21 giờ 45 phút cùng ngày, BCT mượn xe máy của Tuyến để đi đón bạn gái. Khi đến km 450 600 đường Hồ Chí Minh, đoạn qua chợ Bến, xã Thanh Cao, huyện Lương Sơn, anh T va chạm với xe máy do anh NVH, 23 tuổi, trú tại Lương Sơn, Hòa Bình điều khiển. Vụ tai nạn khiến anh T và chị H tử vong. Theo kết luận giám định của Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an, nồng độ cồn trong máu của anh BCT là 90mg trên 100ml máu. Cơ quan Cảnh sát Điều tra xác định anh Bùi Văn Tuyến là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức được hành vi vi phạm của mình. Tuyến biết rõ BCT đã sử dụng rượu bia không đủ điều kiện điều khiển phương tiện, nhưng vẫn giao chìa khóa xe máy cho anh T đi, dẫn đến tai nạn giao thông. Bị can Bùi Văn Tuyến bị áp dụng biện pháp ngăn chặn là cấm đi khỏi nơi cư trú.
Cũng trong ngày 21 tháng 2, ông Nguyễn Ngọc Tiếp, Chủ tịch Hội Nông dân xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch cho biết, trên địa bàn vừa có một số ngư dân trúng đậm luồng cá cơm, thu về khoảng 150 triệu đồng. Tàu cá của ngư dân Trần Đình Cường, thôn Yên Hải, xã Cảnh Dương, cùng 4 bạn thuyền đánh bắt ở vùng biển gần bờ và may mắn trúng đậm luồng cá cơm trắng. Sau một đêm đánh bắt, tàu của anh Cường cập bến mang theo 6 tấn cá cơm trắng. Với giá bán khoảng 25.000 đồng 1 kg, tàu anh Cường thu về khoảng 150 triệu đồng. Theo ngư dân này, đây là chuyến biển thứ tư trong những ngày đầu năm mới Giáp Thìn 2024. Trong 4 chuyến biển này, anh và bạn thuyền đánh bắt được hơn 12 tấn hải sản các loại, cho doanh thu hơn 300 triệu đồng. Mặc dù chưa vươn khơi xa, song những ngày đầu năm mới, những chuyến đi biển của ngư dân xã Cảnh Dương đã thu về rất nhiều loại hải sản như cá thu bè, mực, ghẹ và đặc biệt là cá cơm trắng. Trước đó, ngày 19 tháng 2, ngư dân Phan Minh Phương, thôn Bào Bàng, xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch cũng trúng đậm luồng cá gần 100 con cá bè vàng. Mỗi con nặng từ 2,5 kg đến hơn 3 kg, tổng trọng lượng khoảng 300 kg. Ngay khi anh đưa thuyền vào bãi, rất đông người dân và các thương lái đến chia vui và thu mua số cá nói trên với giá 100.000 đồng 1 kg. Như vậy, với chuyến biển đầu xuân này, anh Phương có nguồn thu nhập 30 triệu đồng. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, tại các xã bãi ngang ven biển huyện Quảng Trạch, hàng chục tàu bè công suất nhỏ của ngư dân đã tấp nập cập bến sau những chuyến mở biển đầu năm đánh bắt hải sản, mang về nguồn thực phẩm tươi sống cung cấp ra thị trường. Mùa này, ngư dân chủ yếu đánh cá gần bờ với nhiều loại cá như cá trích, cá lẹp, tôm tít, ghẹ xanh, mực. Trong đó, cá trích và cá lẹp thường đi thành đoàn lớn, nên khi thả lưới, nhiều ngư dân trúng mẻ cá đậm, mang lại thu nhập cao. Theo ngư dân, tàu thuyền nhỏ nên chỉ đánh bắt cách bờ chừng 5-7 hải lý. Chi phí tiền dầu khoảng từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng. Giá hải sản những ngày đầu năm mới luôn ở mức cao, nên bà con ngư dân ai nấy cũng phấn khởi. Sau những chuyến sông biển, nhiều ngư dân thu lãi lớn. Với ngư dân, chuyến biển đầu năm có ý nghĩa vô cùng quan trọng, chứa đựng nhiều mong muốn, ước nguyện cho một năm gặp nhiều may mắn, mưa thuận gió hòa, tôm cá đầy khoang. Dịp này, nhiều tàu thuyền công suất lớn của ngư dân Quảng Bình chuyên đánh bắt các ngư trường xa bờ ở Hoàng Sa, Trường Sa cũng đang tất bật tu sửa tàu thuyền, ngư lưới cụ, chuẩn bị hậu cần để ra khơi, mang theo kỳ vọng về những chuyến biển bội thu. Tỉnh Quảng Bình hiện có 6.792 tàu thuyền đánh bắt thủy sản ở biển, sông Hồ. Trong đó, tàu thuyền đánh bắt trên biển là hơn 3.600 chiếc, 2.400 tàu thuyền công suất nhỏ từ 6 đến 15 mét, số còn lại từ 15 mét trở lên. Nối tiếp chương trình sẽ là một số thông tin đáng chú ý mà chúng tôi vừa cập nhật. Mời quý vị cùng theo dõi. Vào khoảng 15 giờ 5 phút chiều ngày 21 tháng 2, tại một kho vải ở xóm 5 chợ Ninh Hiệp, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, Hà Nội đã bất ngờ bốc cháy dữ dội và lan sang các kho bên cạnh. Ngay sau đó thì người dân phát hiện, hô hoán và báo tin đến lực lượng chức năng sở tại. Ít phút sau đã có 7 xe cùng với nhiều cán bộ chiến sĩ, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tiến hành dập lửa. Trước tình hình khói lửa bốc cháy dữ dội đe dọa các nhà kho bên cạnh, cảnh sát đã phun nước khống chế không để lan rộng thêm. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, ngọn lửa đã được khống chế. Theo người dân, vụ cháy lan sang hai kho vải bên cạnh. Vụ cháy không gây thương vong về người, tuy nhiên, lượng lớn vải vóc chứa tại kho đã bị ngọn lửa thiêu rụi. Cũng trong ngày 21 tháng 2, tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng bắt quả tang một người vận chuyển trái phép hơn 11.000 viên ma túy tổng hợp. Người bị bắt quả tang là Trương Văn Nguyên, 40 tuổi, ngụ tại xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Thông tin ban đầu, vào khoảng 12 giờ ngày 20 tháng 2, tại khu vực neo đậu tàu thuyền sông Nhật Lệ thuộc xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới, Đoàn đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số 2, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển chủ trì phối hợp với các lực lượng gồm Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Hải quan tỉnh Quảng Bình bắt quả tang Nguyên đang vận chuyển trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ là 11.012 viên ma túy tổng hợp. Cũng liên quan đến hoạt động buôn bán chất cấm trái phép, vào hồi 0 giờ 21 tháng 2, tại km 08 700 quốc lộ 4G thuộc địa phận xã Mường So, Phong Thổ, Lai Châu, lực lượng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì phối hợp với công an huyện Phong Thổ bắt quả tang Lý A Tráng, sinh năm 1995, trú tại xã Mường Tong, huyện Mường Nhé, Điện Biên về hành vi vận chuyển chất ma túy, thu giữ 8 bánh heroin. Bước đầu tại cơ quan công an, Tráng khai nhận được một đối tượng đang sống ở Myanmar thuê vận chuyển đi giao cho người mua với tiền công là 50 triệu đồng. Hiện phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã tạm giữ hình sự đối với Lý A Tráng để tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án. Đại tá Phạm Hải Đăng, Phó Giám đốc Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu biểu dương thành tích và đánh giá cao nỗ lực của cán bộ chiến sĩ tham gia phá án.
Những ngày đầu năm mới, cư dân mạng đang lan truyền hình ảnh về các hoàng đế danh tứ Việt Nam được phục dựng bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI. Thông qua nét vẽ bằng AI từ những bức tranh, tượng thờ chân dung các vị hoàng đế như Đinh Tiên Hoàng, Mai Hắc Đế, Lý Nam Đế, Gia Long hay các danh tướng Trần Hưng Đạo, Phạm Ngũ Lão hiện lên sống động. Qua đó giúp người thời nay có góc nhìn mới về những nhân vật tưởng chừng như chỉ xuất hiện trong các câu chuyện lịch sử. Tác giả của bộ ảnh này là Phạm Sơn, một kỹ sư 8X đang làm việc tại Hà Nội. Anh Sơn cũng chính là người đã phục chế hình ảnh các anh hùng liệt sĩ và giúp làm sống lại các nhà thơ Xuân Quỳnh, Quang Dũng, Chế Lan Viên bằng công nghệ AI. Ngày 21 tháng 2, tại khu du lịch tâm linh sinh thái Tây Yên Tử, huyện Sơn Động, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang đã tổ chức khai mạc lễ hội Xuân Tây Yên Tử và Tuần Văn hóa Du lịch tỉnh Bắc Giang năm 2024. Cùng dự có các đại diện lãnh đạo bộ ban ngành trung ương và Bí thư tỉnh ủy Bắc Giang Dương Văn Thái. Phát biểu khai mạc, ông Lê Ánh Dương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang cho biết, trong những năm qua, thực hiện chủ trương của Đảng Nhà nước về phát triển văn hóa du lịch, tỉnh Bắc Giang đã tích cực hoàn thiện các cơ chế chính sách, tăng cường đầu tư cho các hoạt động văn hóa, thực hiện đồng bộ các biện pháp về quy hoạch, hoàn thiện hạ tầng phục vụ du lịch, hình thành các sản phẩm du lịch đặc trưng để đẩy mạnh phát triển tiềm năng văn hóa du lịch hài hòa trong bức tranh tổng thể phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Được khởi đầu từ năm 2019, qua 5 năm thực hiện, lễ hội Xuân Tây Yên Tử và Tuần Văn hóa Du lịch tỉnh Bắc Giang đã trở thành sản phẩm tiêu biểu, góp phần định vị thương hiệu du lịch Bắc Giang trên bản đồ du lịch cả nước. Sau 4 ngày gây sốt, phim do nhà nước đặt hàng Đào, Phở và Piano sẽ được mở rộng phạm vi chiếu ra hai cụm rạp tư nhân có hệ thống rạp tại nhiều tỉnh trên cả nước từ ngày 22 tháng 12. Đây là thông tin do ông Bùi Quang Minh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Beta Group, xác nhận vào chiều ngày 21 tháng 2 vừa qua. Theo dự kiến của cụm rạp, Đào, Phở và Piano sẽ được chiếu tối thiểu 4 tuần. Tuy nhiên, số suất chiếu và giờ chiếu cụ thể chưa được tiết lộ mà sẽ được sắp xếp linh hoạt tùy trên thực tế. Đại diện cụm rạp Beta thông tin, hiện tại Beta Cinema có 20 cụm rạp chiếu phim trên khắp 11 tỉnh thành và Beta tự hào được đồng hành cùng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Cục Điện ảnh phổ biến một tác phẩm nhiều ý nghĩa như Đào, Phở và Piano. Bên cạnh các cụm rạp Beta có các cụm rạp Cinestar. Cả hai hệ thống rạp kiêm nhà phát hành này đều sẽ chiếu phim có bán vé nhưng không được chia doanh thu do quy định của nhà nước về phim đặt hàng là hoàn trả tiền vé về ngân sách nhà nước. Hiện nay, phía Cinestar chưa có thông báo chính thức về ngày chiếu phim Đào, Phở và Piano. Trước đó, vào ngày 21 tháng 2, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xác nhận việc hai hệ thống rạp này tham gia chiếu phim theo hình thức phi lợi nhuận. Đào, Phở và Piano là phim do nhà nước đặt hàng. Đạo diễn, nghệ sĩ ưu tú Phi Tiến Sơn và công ty cổ phần phim Truyện 1, hãng phim Truyện 1 thực hiện. Phim được công chiếu tại rạp quốc gia từ ngày 10 tháng 2, tức mùng 1 Tết, nhưng đến ngày 18 tháng 2 thì đột ngột gây sốt. Cục trưởng Vi Kiến Thành nhận định đây là tác phẩm chất lượng, nổi lên nhờ được lan truyền tích cực trên mạng xã hội. Ban đầu phim chỉ được chiếu tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia theo diện thực hiện nhiệm vụ của nhà nước. Theo quyết định 316 QĐ-BVHTTGL ban hành ngày 6 tháng 2 năm 2024, Đào, Phở và Piano cùng hai tác phẩm chung tác phẩm khác được thí điểm bán vé thu tiền. Phim Mai đang được xem là hiện tượng phòng vé. Đến nay, sức nóng của phim vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Đây lại là tác phẩm gắn nhãn 18+. Tuy nhiên, độ hot của bộ phim gắn liền với sự nổi tiếng của Trấn Thành và dàn diễn viên được yêu mến khiến cho nhiều khán giả chưa đủ tuổi vẫn muốn vào rạp xem bộ phim này. Nhiều khán giả khai không đúng tuổi, các rạp không kiểm soát giấy tờ tùy thân đã dẫn đến thực trạng này. Về vấn đề này thì ông Lê Thanh Liêm, Chánh Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch cho biết, Thanh tra Bộ thường xuyên chỉ đạo kiểm tra các rạp chiếu phim, chấp hành đúng quy định của pháp luật về điện ảnh, trong đó phải đảm bảo tuổi vào xem phim đúng như dán nhãn. Trước thông tin về một số rạp chiếu phim kiểm soát chưa chặt chẽ, để khán giả dưới 18 tuổi vào rạp xem phim Mai mà không phải xuất trình giấy tờ tùy thân, Chánh Thanh tra Lê Thanh Liêm cho biết sẽ chỉ đạo ngay Thanh tra Văn hóa vào cuộc để kiểm tra giám sát. Theo ông Liêm, nếu các rạp không làm nghiêm ngặt khi kiểm tra phát hiện sai phạm, Thanh tra Bộ sẽ xử lý. Việc này được quy định cụ thể ở nội dung về phổ biến phim trong rạp chiếu phim, phổ biến phim trên không gian mạng. Theo đó, người đứng đầu rạp chiếu phim sẽ chịu trách nhiệm trong việc kiểm soát độ tuổi của người xem phim. Ông Liêm cho hay đã có văn bản gửi Thanh tra Sở Văn hóa Thể thao, địa phương và hệ thống thanh tra ngành dọc sẽ vào cuộc ngay. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.